những mẫu xe thương hiệu đẳng cấp Vipro mà giá chỉ với hơn 100 triệu thôi. Fortuner máy dầu đời 2019 của thương hiệu xe sang này của chú chị mình. Trai cho em hỏi cái em này là lứt xịt đời bao nhiêu anh nhỉ? 2010 hả? Cái xe này tình trạng là sao? Máy zin, toàn bộ zin, nước sơn zin còn nhiều. Camry này anh? 2007 hả? 2007 này 2.4 đúng không anh? Xe Việt hả? Cái này mình tính bán bao tiền ạ? Ở đây đằng bên này em Penta. Penta này được bao nhiêu nhỉ? 29 cái này là nó là mấy chấm anh? Chào cô chú anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì anh Trung sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình, thật sự là không tin nổi, những mẫu xe thương hiệu đẳng cấp Vipro mà giá chỉ với hơn 100 triệu thôi. Quý anh chị là anh chị đã sở hữu được một mẫu xe rồi. Thì đây thì chỗ này thì anh chị đang thấy em Trung là đang ở Cần Thơ, cô chú anh chị mình nha. Đang ở Cần Thơ thì đằng bên kia là một cái hãng của Vipro đó. Và bên đường đây thì chẳng hạn như đằng trước mặt đây thì anh chị đang nhìn thấy một cái ngân hàng Nam Á Banh. Quý anh chị rất dễ tìm và rất dễ hiểu cho cô chú anh chị mình. Thì ngày hôm nay thì cô chú anh chị mình vô đây thì còn những mẫu xe em Trung sẽ chia sẻ tất cả cái luôn. Cập nhật báo giá. Chân trai là anh này là anh Tuấn, gọi là anh Tuấn Cần Thơ, anh gọi là anh Tuấn 48. Đây thì cái cửa hàng này là của anh trai nhá, đâm ra là chẳng hạn như anh chị ở miền Tây á thì mình có thể khả năng là mình ghé đây tiện thể mình trao đổi những mẫu xe đó, mình mua hoặc mình bán tới đây cô chú anh chị mình nhá. Đây là em Trung mua bán tất cả cái cả nước mà, đâm ra được ngày hôm nay thì cũng ghé cửa hàng ở dưới miền Tây thì em Trung gọi là lang thang khắp cái miền Tây rồi, thì lướt sơ một vòng cho cô chú anh chị những mẫu xe trên cửa hàng quý anh chị nha. Đây thì chẳng hạn như là những cái mẫu xe em này là Venza này. Đây như em rất nhiều anh chị hỏi cái mẫu xe Fortuner máy dầu đời 2019 của chú anh chị mình nha. Đó, chút xíu xe này kêu là chạy rất ít và em Trung sẽ quay luôn. Đây chẳng hạn như là lướt sật này đó, một cái mẫu xe thương hiệu xe sang này của chú anh chị mình đó. Tiếp tục đây nữa thì đằng bên đây thì Camry đó, em này là 2.4. gọi cái anh chủ quý anh chị nha, anh chủ vô giới thiệu luôn là những cái mẫu xe nào còn và những mẫu xe nào đã bán và giá cả như thế nào, cực rẻ cho cô chú anh chị thấy không, toàn những cái mẫu xe sang mà giá chỉ với hơn 100 triệu thôi quý anh chị nha, là anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe này. Ở đây em chúng đang nói là trả thẳng không phải trả góp cô chú anh chị mình nha. Cô dì chú bác cho mình cùng vô nha, tham khảo đó. Đây là ô tô 448 này, uy tín chất lượng, là chút xíu em Trung sẽ để cái số điện thoại đằng trên màn hình đó quý chị nha, là anh chị sẽ mua luôn. Anh trai cho em hỏi cái mình là cái địa chỉ mình ở đây là ở đâu ta? Số 73 đường Quang Trung, quận phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Thành phố Cần Thơ à? Số điện thoại của mình là số bao nhiêu? 0946 0747 448. Anh giới thiệu cho em lướt sơ những mẫu xe này được không? Em này là lướt sực đời bao nhiêu anh nhỉ? 2010 hả? Cái xe này tình trạng sao? Zin, máy zin. Máy zin, toàn bộ zin. Nước sơn zin còn nhiều hả? Cái này mình tính bán cái giá bao nhiêu tiền anh nhỉ? 820 triệu hả anh? Là giấy tờ hồ sơ pháp lý mình bao hết cho người ta đúng không? Tên luôn, mình bao hết, toàn bộ pháp lý cho người ta hết. Tên mình luôn đúng không? Mình đứng tên. Máy còn 7 màu luôn. Máy 7 màu luôn hả? Anh bật cho em cái em Fortuner luôn, tại vì rất nhiều người hỏi Fortuner đằng dưới này. Đằng này em Trung cũng quay luôn. Thấy nhìn thấy cũng đẹp quá nè nhờ. To cao đẹp trai. Em RX350 lướt sạch của chú. Cái xe này nó đời bao nhiêu anh nhỉ? Anh Tuấn, anh quên rồi. 2010 hả? Trung Đông. Nhập Trung Đông. Em này là full nấp sần này đúng không? Rồi tiếp tục em Camry này anh. Camry này thì đời 2007.
207 hả? 207 này 2.4 đúng không anh? Xe Việt hả? Cái này mình tính bán bao tiền anh? 285 triệu. Có vậy thế hả? Rẻ vậy thế hả? À. Mà xe này có lỗi gì không mà sao mà bán rẻ cho anh? Không lỗi hả? Lúc này xe nó hơi sụt giá. À, lúc này thời điểm bây giờ nó hơi sụt giá hả? À. Đang chung sẽ quay luôn cái phần nội thất này cho cô chú anh chị này. À. Rất đẹp cô chú anh chị mình nha. Đó, từ những vô lăng này, toàn bộ là nguyên bản. Đó. Giá rất tương thương thì em Trung sẽ để luôn cái phần số điện thoại đằng trên màn hình cho cô chú anh chị mình tiện theo dõi cô chú chị mình nha, tiện theo dõi. À, tất cả cái màu đen rất huyền bí luôn quý anh chị. 67 quý anh chị. Đây và tiếp tục đây thì đằng bên này là em cũng có khách đang vô. Ngày nào gọi là khách cũng tấp lập quý anh chị từ sáng giờ. Cửa hàng này em Trung đã thấy là bán khá nhiều xe ngày hôm qua là đậu kín từ đằng bên ngoài vô tới đằng bên trong anh chị đâu. Trống những chỗ này là chỗ này chỗ trống là những xe đã bán rồi. Đấy, anh có nhìn này. Và đây đằng bên này em Venza. À, em Trung sẽ quay luôn em Venza này cho cô chú anh chị này. Ừ. Nội thất này tất cả cái rất yêu thương luôn quý anh chị này. À, Venza này đời bao nhiêu anh nhỉ? À, 2.9 cái này là nó là mấy chấm anh? Nó 2.7 bản full chụp đồ. À. Hai giới điện, hai chân đúc. À. Hai thế giới lò di bèo. À. Mình cái này mình bán bao nhiêu tiền anh nhỉ? 465 triệu. Cái này lỗi lầm gì không anh? Không lỗi. À. Cái này là nó là màu vàng cánh gián hả? Màu cánh gián. À. Thế còn là em Fortuner trong kia anh. Đây cho em có cái em Fortuner kìa. Tại vì 29 mà cái xe này em thấy dưới này nhiều anh em miền Tây hỏi lắm này. Cái này là 2019 xuất sàn hay xuất tự động anh? Số tự động hả? Cái ô đô nó chạy được bao nhiêu này? Ô đô nó là 160.000. 160.000. Chuẩn luôn đúng không chuẩn, anh? Chuẩn luôn, chưa có mua bấm. Cái nội thất nó đẹp không anh? Anh có remote anh bấm giùm em cái remote em quay cái phần nội thất luôn. Đây là chẳng hạn như anh chị mà cần cái chi tiết hoặc là anh chị cứ lên tới tận nơi nha. Đó, tại cái chỗ này. Thôi. À rồi ok để cái con nói là để từ từ để nổ máy luôn mấy không? Đây em Trung sẽ quay luôn cái phần nội thất của em nó. Cái xe này thì phải nói là nếu mà để cái dòng Toyota này mà chạy hơn 100.000 thì thật sự là quá mới. Đây quý chị nha. Đó, cực kỳ là yêu thương luôn này. Đó. À, lấy số vô lăng này, em nó được màn hình Android này, lên được cái màn hình Android này, cam hành trình cô chú chị mình nha. À, số tự động, máy dầu. Đó, rất yêu thương luôn. Đó quý chị. Cái em này nó là được cái màu xám lông chuột quý chị nha. Toàn bộ là ok, zin hết quý anh chị nha. Vỏ lốp thì 5 quả. À, rất còn đẹp quý anh chị nha. Đó, 5 quả là rất còn đẹp luôn. À, thì cái số điện thoại của em Trung có cái cho anh chẳng hạn như anh chị cần mà cứ chi tiết thì anh chị cứ liên hệ thẳng số điện thoại em Trung sẽ để trên cái phần màn hình cho cô chú anh chị mình nha. Cái Vios kia bao nhiêu tiền anh Minh? 335. Nó đời bao nhiêu anh nhỉ? 29 số sàn phải không? Bản E số sàn. Đó. Rất sơ. Thế còn em Morning. Đó. 330 triệu. Đó quý chị. Và đây thì đằng bên đây thì em Morning này. Đó quý chị. Giá thật sự là chỉ với 190 triệu của chú chị mình nha. Đó, anh chị thấy chưa? Đời 2016 bản SE cho cô chú chị mình. Đó, SE đồng hàng đó quý chị nha. Được sơn rất đẹp rồi quý chị. À, tiếp tục đây thì nội thất của em nó tất cả các xe này cũng vừa về hết hay vừa mới hết đăng kiểm của chú chị mình nha, cũng vừa mới về đó quý chị, tham gia là cũng chưa rửa chưa dọn tất cả cái luôn quý chị nha. Đó bản cái đèn bản đồ này, đó cái đèn của em nó đã khác này, từ cảng chiếc tất cả một cái luôn cô chú chị mình nha. Cái này hết đăng kiểm thì cửa hàng có bao đăng kiểm mới cho cô chú chị mình nha. Và số điện thoại thì anh chị đang nhìn thấy đằng trên cái màn hình quý chị nha, hai số điện thoại thì anh chị cứ gọi thẳng vô số này, hai số điện thoại đằng trên màn hình này thì em Trung sẽ để trên phần cái bảng hiệu trên cái màn hình luôn cô chú chị mình, anh chị liên hệ truyền hình trực tiếp quý chị nha. Cái hàng này là gọi là cái hàng cực phẩm cực độc quý chị nha. Máy này anh này anh cũng phải nói là cũng thuộc là dân chơi quý chị. À hả? À con này bao tiền anh ơi? 4 triệu. À 400 mà anh hắc lây à? À hắc lây được là hắc lây